Tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo trực tuyến về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA với chủ đề Cơ hội nào dành cho các doanh nghiệp Pháp. Tham gia hội thảo trực tuyến có hơn 400 doanh nghiệp chủ chốt của Pháp và hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết Pháp là một trong những đối tác hàng đầu tại Việt Nam, đứng thứ tư về xuất khẩu và là thị trường tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA sắp có hiệu lực, quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Pháp sẽ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Để vượt qua khó khăn hiện nay, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với các đối tác Pháp trong những ngành vốn là thế mạnh truyền thống của Pháp như năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, nông nghiệp, chế biến, chế tạo. Và Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam hợp tác đầu tư, nhất là tận dụng lợi thế do EVFTA mang lại. Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng chính phủ mới của Pháp và hy vọng dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Jean Castex, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục phát triển mạnh và thực chất hơn, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp Pháp đều bày tỏ mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án doanh nghiệp của Pháp tại Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, việc tổ chức hội thảo qua hình thức trực tuyến được doanh nghiệp hai bên đánh giá là phương thức trao đổi hiệu quả nhất, giúp các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nắm bắt những thông tin hữu ích trước khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.